Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui nha. Sáng nay ra đã nhận được tin nhắn của Detox Blank rồi, nhưng mà không phải là tin nhắn từ thương hiệu mà là tin nhắn của khách hàng. Chả hiểu sao các bạn nhắn tin kêu cảm ơn là bởi vì chia sẻ sản phẩm xong cái là không có tốn tiền mua đồ mỹ phẩm nữa. Bây giờ đi ra ngoài đường là chỉ cần để mặt mộc là auto xinh đẹp rồi. Hương cũng thế, không có khác gì mọi người cả, vì bây giờ Hương không phải trang điểm, chỉ cần là một chút son thôi là xinh đẹp cả ngày rồi. Và ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt, là bởi vì ngoài tất cả những cái điều tuyệt vời mà sản phẩm của thương hiệu Detox Blank mang lại, thì hôm nay sẽ có hai ngày duy nhất để tri ân khách hàng, cảm ơn khách hàng thời gian vừa qua đã gắn bó với cả thương hiệu Detox Blank. Mọi người cũng nhận ra cái chai này là chai gì đúng không ạ? Đây là cái chai mask thải độc dành cho da mặt mà Hương đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Và giá trước bán của nó là 380.000. Thế bây giờ nhà mình tưởng tượng xem, nếu như cũng là một cái chai mask thải độc dành cho da mặt cũng của Detox Blank như thế này, hai cái chai này là cái chức năng sử dụng của nó như nhau, nhưng mà cái chai này to bự chảng hơn, cái chai này thì size mini nhỏ nhỏ hơn, mà giá của hai size bằng tiền nhau là 380.000, thì nhà mình nghĩ sao ạ? Chỉ trong hai ngày duy nhất thôi nha, hai ngày duy nhất đó, để gọi là cảm ơn khách hàng này, tri ân khách hàng này, là bởi vì là họ mua sản phẩm rất là nhiều, nhưng mà không có lý do gì để không mua nhiều, bởi vì sản phẩm quá tốt rồi đúng không ạ? Và nó tốt như thế nào, nó hot như thế nào trên thị trường thì nhà mình đã quá là nắm được rồi. Ok nha, chỉ trong hai ngày duy nhất thôi, hai chai này như nhau nhưng mà chai này to hơn này, nhà mình sẽ được mua cái chai mà dung lượng nhiều hơn, to hơn, vẫn là giá cũ là 380.000, vẫn số điện thoại cũ 0899994567. Nhiều bạn hỏi Hương là tại sao gọi vào số điện thoại hotline mà không có liên hệ được. Nhà mình cứ tưởng tượng là một ngày có hàng trăm hàng nghìn cuộc gọi điện thoại đến để đặt hàng mua sản phẩm của thương hiệu Detox Blank, là bởi vì là quá nhiều các bạn đặt hàng. Thế nên là nếu như mà gọi một lần mà không được thì nhà mình có thể gọi lại lần 2, lần 3, chắc chắn là sẽ gọi được nha. Ok, ngày hôm nay sẽ thử nghiệm luôn trên cái phiên bản mới này. Đây là chai mask thải độc dành cho da mặt của thương hiệu Detox Blank. Chai này to hơn chai cũ nhưng mà vẫn bán với giá là 380.000, Hương vừa mới nhắc lại rồi đúng không ạ? Ai mà không xem cái clip ngày hôm nay là mất phần đáng chịu nha, đừng có mà kêu nha. Hôm nay Hương vẫn cứ test thử sản phẩm lên trên da mặt để cho mọi người có thể nắm được. Với những bạn mà các bạn đã xem nhiều clip của Hương thì mọi người đã nắm được rồi. Nhưng có những bạn mà chúng mình chưa xem thì hôm nay Hương sẽ lại test tiếp để nhà mình xem. Đây, cái sản phẩm của nó thì như thế này. Và cái chai mask thải độc này thì cái chức năng của nó sẽ là thay thế một cái lớp tẩy trang, một cái lớp sữa rửa mặt luôn. Có nghĩa là 5 trong 1, 10 trong 1 chứ không phải là 1 trong 1 nữa. Mình chỉ cần sử dụng bất cứ một cái chai mask thải độc nào đến từ thương hiệu Detox Blank là nhà mình có thể rửa sạch mặt này, tẩy trang sạch mặt này khi mà đi ra ngoài đường khói bụi ô nhiễm này kia. Đây, rửa mặt như bình thường như thế này nhà mình nha. Mấy cái bạn mà các bạn bị mụn á là bởi vì các bạn rửa mặt không có sạch. Đó, các bạn đi thời tiết nó nắng nóng như thế này, Hà Nội rồi Sài Gòn đang rất là nắng. Sài Gòn chắc bây giờ phải hơn 40 độ rồi. Thì cái da của chúng mình nó sẽ bị nhạy cảm, nó sẽ bị những cái tia từ ngoại tia UV nó chiếu vào da. Và cái da như thế thì chắc chắn là nó sẽ bị mẫn cảm rồi. Thì mình càng sử dụng những cái loại mỹ phẩm thì nó sẽ càng bị bong chóc da. Thế thì mình phải sử dụng những cái sản phẩm mà nó là tẩy trang nhưng mà lại phải an toàn hiệu quả. Thì tất cả những cái nguyên liệu đến từ cái sản phẩm Detox Blank này nó đều là 100% là nguyên liệu thiên nhiên. Nó không có bất cứ một cái thành phần hóa chất hay là một cái chất độc hại gây hại nào cho da cả. Nếu như phát hiện ra có bất cứ một cái chất độc hại nào gây hại cho da thì bên thương hiệu Detox Blank không những là hoàn tiền lại cho tất cả khách hàng mà còn đền tiền lại cho các bạn luôn. Thế nên là khi mà Hương đã tin tưởng, tự tin để sử dụng như thế này thì nhà mình cũng có thể tin tưởng được. Bởi vì Hương là một người rất là khó tính trong cái việc lựa chọn bất cứ một cái sản phẩm nào để bôi lên trên da của Hương. Nhà mình thấy không ạ? Sau khi mà Hương đã massage rất là nhẹ nhàng để một vài phút thì cái bọt khí carbon ở cái chai mask thải độc da mặt của Detox Blank này nó sẽ sủi bọt lên như thế này, có nghĩa là nó đang lấy đi tất cả những cái chất bẩn này, nó đào thải chất bẩn ra bên ngoài này, nó tăng sinh collagen và nó làm cho cái da của mình trắng hồng tự nhiên. Thì ngoài cái chức năng là làm sạch da, nó còn làm cho da mình trắng sáng nữa, trắng sáng tự nhiên mà không cần phải sử dụng bất cứ một cái loại kem lột, kem trộn nào cả. Đấy là cái điều quá tuyệt vời mà Hương không thấy bất cứ một cái sản phẩm nào ngoài sản phẩm Detox Blank có thể mang lại được. Đây, sau khi làm sạch xong thì nhà mình sẽ rửa lại bằng nước sạch. Ở đây thì Hương đang đi quay, Hương không có ngồi ở nhà vệ sinh toilet thế nên là không có nước. Hương sẽ lau bằng cái khăn này để cho nhà mình nhìn cho nó rõ nha. Hương không bao giờ trang điểm, Hương chỉ có để mặt mộc khi đi ra ngoài đường thôi. Và mọi người thấy không ạ? Khi mà để mặt mộc thì da nó cũng rất là trắng sáng như thế này. Cũng có khác gì mấy bạn mà các bạn trang điểm đâu đúng không? Và sau khi mà mình đã làm sạch da như thế này rồi thì Hương sẽ khuyên mọi người là dùng thêm một cái chai serum này. Chai serum này là chai serum pin mụn của Detox Blank. Tất cả đều là của thương hiệu Detox Blank hết. Và chai này nó dành cho những bạn, những chị em mà chúng mình đang bị dấu hiệu về da có liên quan tới mụn.
Hương đã nói rồi, mụn là do chúng ta làm da mặt nó không được sạch. Thế nên là nó sẽ để lại rất là nhiều những cái nhân mụn ở bên trong. Thì mình phải có những cái dạng serum như thế này. Serum nó khác cái kem, bởi vì sao, kem thì nó chỉ bôi ngoài da thôi, nhưng serum nó là serum tươi, và khi nó bôi lên trên da của mình thì nó thẩm thấu vào da của mình rất là nhanh, và nó sẽ có cái tác dụng là gấp 10 lần cái việc mà trị mụn cho nhà mình. Thì cái pin mụn của Detox Blank này nó sẽ trị được tất cả các loại mụn, như là mụn đầu đen này, mụn nhỏ này, mụn bọc này, mụn trứng cá này, mụn mụn li ti này, kể cả những cái mụn mà nó ẩn sâu bên trong da mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường được. Thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Để mình chấm một điểm lên trên trán này, hai điểm lên gò má này, và đặc biệt là những cái phần nào mà có mụn thì nhà mình sẽ chấm nhiều hơn. Đó, như thế này. Sau này mình sẽ massage. Thực ra công đoạn buổi sáng của Hương rất là đơn giản. Sáng ngủ dậy Hương rửa mặt bằng cái mask thải độc vừa rồi, và sau đó là Hương sẽ dùng cái serum này, vừa là để trị mụn. Bây giờ thì da Hương không có mụn bởi vì nó đã trị xong hết rồi, nhưng mà Hương vẫn sử dụng cái serum này để là thay cái việc là Hương dưỡng da hàng ngày. Thì cái serum này ngoài cái việc là trị mụn thì nó dưỡng da rất là tốt. Nó sẽ tránh được cái việc mà các bạn bị da khô ạ. Mùa này nóng nóng thì da rất là khô, thì nó sẽ cấp ẩm cho da mình. Và thêm nữa là những bạn mà các bạn bị da dầu thì mình hỏi Hương là có dùng được không, thì các bạn yên tâm là bởi vì khi mà massage xong là cái serum tươi này nó đã thẩm thấu vào da luôn rồi. Thế nên là nó không có để lại cái bã nhờn ở trên da, nên những bạn mà bị da dầu chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Ok, Hương nhắc lại nha, đây một cái chai to bự chảng như thế này và một cái chai nhỏ như thế này đều là chai mask thải độc dành cho da mặt của Detox Blank. Ngày trước cái chai này á, mọi người vẫn mua là giá là 380.000. Thì bây giờ trong 2 ngày duy nhất thương hiệu Detox Blank dành tặng cái phần quà cho mọi người là tặng mọi người đó với một cái chai bự chảm như thế này. Cái dung lượng của nó nhiều hơn chai này, nhưng mà cái giá tiền của nó vẫn là như vậy, có là 380.000 thôi. Vẫn gọi điện vào số hotline cũ nha, 0899994567. Còn bây giờ thương phải đi làm rồi, sẽ gặp lại mọi người ở những cái clip sau. Bye bye nha.